Không còn nhận ra Mai Phương quá thời trang mà còn sang chảnh hết nức. Sau hơn một năm điều trị bệnh ung thư phổi, nữ diễn viên Mai Phương tái xuất xinh đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng và mong cô lúc nào cũng giữ thần sắc thế này. Mai Phương vừa trở lại với công việc, tái xuất sau hơn một thời gian điều trị bệnh ung thư phổi. Cô trông đẹp và khiến các đồng nghiệp phải ngỡ ngàng khen ngợi. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mai Phương khiến cho cộng đồng mạng và đồng nghiệp phải chú ý khi chia sẻ hình ảnh đầy xinh đẹp gợi cảm trong bộ vest đầy quyến rũ. Ngoài ăn vận trang điểm lộng lẫy, ba mẹ một con còn tự tin khoe nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Dù mệt nhưng cô cho hay rất vui khi ngắm nhìn hình ảnh mới chưa cần qua chỉnh sửa của người chụp ảnh. Làm gì để hạnh phúc, làm điều mình muốn hoặc thích làm, đó cũng là điều hạnh phúc, cô viết. Ảnh mới khác lạ của Mai Phương sau gần một năm điều trị ung thư phổi. Nhìn vào hình ảnh này trông Mai Phương như một người khác, khá xinh đẹp và mạnh mẽ, khiến ai cũng bất ngờ. Ở phần bình luận, nhiều bạn bè nghệ sĩ như Kylie, Lâm Vĩ Dạ, Lê Bella, MC Úc Thanh Vân, diễn viên Quốc Thái Kiều Minh Tuấn Quang Hà đều bất ngờ với hình ảnh mới của Mai Phương. Tú Vi, chị theo hình ảnh và make up này hoài cho em, xuất sắc. Khó quá em à, cái mặt chị hơi bị khó theo style này, không góc cạnh được như em, ekip giỏi lắm chị mới được như vậy đó. Không, không khó, xinh lắm, tóc xinh, môi xinh, mắt xinh, chân mày xinh, theo hoài luôn, em ủng hộ nhiệt tình. Lâm Vĩ Dạ, lạ hoắc lạ hơn nhưng mà đẹp là được. Ốc Thanh Vân, ủa hồi nào vậy, đẹp vậy, style make up yêu thích của mình mà. Dạ mới tức thì nè ốc ui. Kiều Minh Tuấn, ekip thành công, lạ hoắc luôn. Kylie, wow cá tính quá mày, xích tai này nè. Lê Bella, ôi trời mới nhìn em tưởng Hồ Ngọc Hà, xuất sắc chị ơi. Quang Hà, xinh thế. Khá nhiều đồng nghiệp bất ngờ với hình ảnh tái xuất xinh đẹp của Mai Phương, lạ hoắc nhưng mà đẹp là được, Lâm Vĩ Dạ viết. Đẹp quá em gái nhìn ngạc nhiên, đầm thắm quá, diễn viên Quốc Thái bình luận. Lê Bella còn bình luận vui, nhìn chị tưởng như Hồ Ngọc Hà, xinh quá chị ơi. Mọi người còn khuyên Mai Phương nên thường xuyên trang điểm phong cách này vì rất xinh đẹp và giữ thần sắc tốt. Cách đây ít ngày, Mai Phương và Ốc Thanh Vân cũng xuất hiện trong game show, chia sẻ khoảng thời gian chiến đấu bệnh tật cùng người chị bên cạnh an ủi giúp đỡ. Được biết Mai Phương vẫn đang trong giai đoạn điều trị bệnh ung thư phổi, tính đến nay cũng được một năm. Nhưng cô vẫn thường xuyên chăm chú kỹ bản thân, ăn uống tập thể dục để sức khỏe đảm bảo. Thế nhưng dù đã xuất viện từ lâu, nhưng cô phải thường xuyên đến gặp gỡ các bác sĩ và sử dụng các phác đồ điều trị riêng để đảm bảo sức khỏe. Tuy chưa thể hoàn toàn bình phục như thời còn hoạt động sôi nổi, nhưng hiện tại Mai Phương vẫn sắp xếp thời gian để tham gia biểu diễn trong một số chương trình và đi ghi hình cũng là công việc mà cô thích để kiếm thêm thu nhập cũng như đỡ nhớ nghề. Trước đây Mai Phương cũng tái xuất trong trang phục đầm dạ hội cúp ngực đầy quyến rũ, khiến cư dân mạng và đồng nghiệp thích thú. Giờ đây tất cả mọi việc từ cách ăn uống, di chuyển, tập thể dục, yoga, Mai Phương đều nghe theo ý kiến của bác sĩ. Cô còn lập khá nhiều thời gian để nghỉ ngơi ăn uống, đúng theo như bác sĩ dặn. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn tái xuất đi làm để đỡ nhớ nghề. Chính vì sự nỗ lực cố gắng của Mai Phương khiến nhiều bạn bè phải ngưỡng mộ. Sau màn mai mối của Trấn Thành, Hoa hậu Hương Giang bí mật hẹn hò với Kay Trần. Hương Giang chia sẻ hình ảnh thân thiết với Kay Trần trên dòng thời gian Instagram dấy lên nghi án cặp đôi đã phát triển mối quan hệ. Có thể từ sau chương trình khi tham gia chương trình Dòng Mãi Dòng Ai, Hương Giang Kay Trần đã phát triển mối quan hệ hoặc chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng trong làng giải trí Việt, nhưng Hương Giang lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Chính vì vậy, mỗi lần người đẹp Hà Thành chia sẻ về một chàng trai đều dấy lên những tin đồn xung quanh đó. Mới đây, Hương Giang đã chia sẻ hình ảnh thân thiết với Khang Trần và Kim Tuấn Kiệt trên dòng thời gian Instagram. Tuy nhiên, người hâm mộ lại chỉ chú ý đến mối quan hệ giữa cô và Khang Trần. Hương Giang chia sẻ hình ảnh thân thiết với Khang Trần. Bởi trước đó trong chương trình Dòng Mãi Dòng Ai, Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 cũng tranh thủ thả thính Kay Trần bằng cách mời gọi anh Kay Trần qua đây. Đáp lại, Kay Trần dường như cũng có sự yêu mến đặc biệt dành cho Hoa hậu nên đỏ mặt và bị Trấn Thành liên tục trêu chọc. Trước sự gán ghép của Trấn Thành, Hương Giang một lần nữa khiến mọi người cười lăn cười bò khi phát biểu với phong thái đang ấn sự thi Hoa hậu. Thực sự không phải là tất cả, như phần lớn màu da nào, sắc tộc nào, giới tính nào thì cũng sẽ yêu thích hoa hậu thôi.
Vào đầu tháng 1 2019, người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì mối tình dang dở của Hương Giang và Khánh Ngô tại chương trình Người ấy là ai. Khi cô nàng từ chối lời cầu hôn tình cũ, hiện tại cả Hương Giang và Khay Trần đều chưa trả lời với người hâm mộ về mối quan hệ này. Có thể từ sau chương trình khi tham gia chương trình Giọng ải giọng ai, cặp đôi đã phát triển mối quan hệ hoặc chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Nhiều khán giả vẫn hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ nàng Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 sẽ nhanh thoát ế. Lương Thế Thành nói gì khi Gia đình số 1/2 bị so sánh với phiên bản Hàn? Xuất hiện trong dự án sitcom Gia đình là số 1/2, Lương Thế Thành đã có những chia sẻ chân thành về vai diễn lần này của mình. Xuất hiện trong dự án sitcom chuyển thể từ Hàn Quốc, Gia đình là số 1 từng làm mưa làm gió khắp châu Á. Lương Thế Thành đã có những chia sẻ chân thành về vai diễn lần này của mình khi được kết đôi lần nữa cùng bà xã Thúy Diễm. Mới đây, Gia đình là số 1/2 bản Việt vừa có buổi ra mắt báo giới hoành tráng. Đây có lẽ là dự án sitcom truyền hình được mong chờ nhất năm 2019. Sự kỳ vọng ấy đa phần đến từ sự thành công vang dội của loạt phim này ở Hàn Quốc. Bởi thế, đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với ekip chuyển thể để tác phẩm không bị cái bóng quá lớn của bản gốc lấn át, cũng như giữ được bản sắc của văn hóa Việt Nam. Tham gia trong bộ phim có nhiều tên tuổi là những diễn viên trẻ, trong đó gây sự chú ý nhất vẫn là cặp đôi vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm. Có lẽ lâu lắm rồi khán giả mới thấy cặp đôi này cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh. Đối với riêng Lương Thế Thành, vai diễn người bố lần này hẳn là một thử thách với anh. Khi được hỏi về những áp lực phải gặp ở vai diễn khi bản Hàn thể hiện quá thành công, nam diễn viên chia sẻ, nói về áp lực thì cũng có một chút áp lực, tại ngay cả nhân vật của phiên bản Hàn Quốc, anh ta diễn rất hay, rất nhập vai và xuất thần. Ngay cả bản thân Thành xem cũng rất là thích. Và mình coi thì mình cũng nghiền ngẫm để nhân vật này mình hóa thân có thể bằng được hay hơn, chứ không thể dở hơn được. Mình xem thì mình xem vậy thôi, chứ mình không bắt chước hoàn toàn nhân vật ở phiên bản Hàn Quốc. Cũng bởi đây là phiên bản Việt Nam, nên Thành muốn dùng khả năng diễn xuất của mình cũng như những gì mình hiểu về nhân vật đó để thổi hồn vào nhân vật mới hơn ở bản cũ một chút. Và Thành hy vọng là với sự mới mẻ này sẽ có nhiều thứ để khán giả xem Gia đình là số 1/2. Không những thế, khi được hỏi về cảm giác của bản thân sau một thời gian dài không được cặp kè với bà xã Thúy Diễm trên màn ảnh, Lương Thế Thành đã vui vẻ cho hay, rất là vui bởi đã hơn một năm rồi từ lúc Diễm mang thai cho tới lúc sinh, thì đây là bộ phim đầu tiên mà hai vợ chồng được kết hợp với nhau. Đi đâu cũng hai vợ chồng đi chung với nhau, đi quay cũng chung với nhau, làm việc chung. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị cho vợ chồng mình. Tiếp nối thành công phần 1, phần 2 của sitcom yêu thích nhất của Gia đình Việt, Gia đình số 1 sẽ chính thức lên sóng khung giờ vàng HTV7 từ ngày 4 tháng 3 2019. Gia đình là số 1 là sitcom được remake lại từ Hàn. Nội dung bộ phim xoay quanh những mâu thuẫn quen thuộc trong gia đình ba thế hệ với nhiều tình huống hài hước và vui nhộn. Sốc trước thông tin Miyu từng trở thành tình địch của đồng nghiệp nhưng ngây thơ không biết. Miyu bị Miko Lan Trinh ghét ra mặt vì từng là người giật rết của cô. Trong chương trình Giác quan thứ 6 trên VTV3 tuần này, bất ngờ có sự xuất hiện của mỹ nữ xinh đẹp Miyu sau thời gian vắng bóng trong showbiz. Góp mặt tại chương trình còn có nữ ca sĩ Miko Lan Trinh. Đây là lần đầu tiên hai cô gái này gặp nhau trực diện. Tuy nhiên, Miko bất ngờ tiết lộ Miyu từng là tình địch của mình. Vậy mà chính bản thân cô nàng Miyu lại không biết mình từng giật bồ của đồng nghiệp. Khi nào? Cô này là tình địch của em hồi xưa đó, mà Miyu không biết mình là tình địch của em luôn. Hồi đó, có cái anh mà em thích, bây giờ người ta hay gọi là crush. Anh ấy rất mê cô này, ngày nào cũng kể chuyện về Miyu cho em nghe. Đây là lần đầu tiên em gặp Miyu, chứ thật ra em ghét Miyu từ lâu rồi, Miko Lan Trinh cho biết. Nghe xong, Miyu liền hiểu tại sao nữ đồng nghiệp này lại có thái độ khó chịu đối với mình từ lúc còn ở trong phòng hóa trang. Hèn chi hồi nãy em ngồi quay sau lưng Miko, Miko không thấy em liền quát hỏi Miyu tới chưa, với thái độ rất khó chịu. Tại chương trình, Miyu còn chia sẻ nhiều quan điểm. Cô cho rằng phụ nữ không cần có giác quan thứ 6 quá tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nữ diễn viên bộc bạch, theo kinh nghiệm của em, phụ nữ nhiều khi có giác quan thứ 6 tốt quá cũng không có lợi. Mắt không thấy, tim không đau, đôi khi mình đừng cố cảm giác. Và cô biết nhiều quá vì tổn thương nhất cũng là mình. Phụ nữ thường có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, đặc biệt là trong chuyện tình cảm thì trực giác của họ càng chính xác hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đối với Lâm Vĩ Dạ, từ khi làm MC chương trình, cô càng chứng minh cho khán giả thấy rằng cô hoàn toàn không hề sở hữu giác quan này.
Có lẽ vì vậy Lâm Vĩ Dạ vẫn yên tâm tin tưởng chồng mà tập trung làm nghệ thuật, không cần phải lo nghĩ nghi ngờ gì chồng. Lâm Vĩ Dạ không xem việc sở hữu giác quan thứ 6 kém nhạy bén của mình là một sự thua thiệt, đặc biệt lỡ trong chuyện tình cảm của cô. Cô còn thấy khá thích vì độ nhạy của trực giác của mình gần như bằng không. Trò chuyện cùng với Miyu và Miko Lan Trinh, Lâm Vĩ Dạ còn nắm bắt được một chi tiết khá thú vị có liên quan đến vòng 3 lép xẹp của chồng mình. Miko Lan Trinh nhanh miệng chia sẻ, giác quan thứ 6 của em rất là tệ, nhưng mà em có mẹ và cô em gái có giác quan thứ 6 rất mạnh, nên khi gặp gỡ bất kỳ người con trai nào em cũng sẽ dẫn về cho hai người đó phán. Nói không được được là dẹp, có một người em dắt về cho mẹ xem xong, mẹ nói, thằng đó đít lép nên không chung thủy, đừng yêu nó nữa. Vừa nghe xong Lâm Vĩ Dạ liền cảm thấy bất an trong lòng, cô tự hỏi, mong lép là không chung thủy hả ta? MC Trương Thế Vinh bắt gióng được chủ đề liền chọc ghẹo, lo lắng hả em, anh Đạt anh ấy cũng hơi bị phẳng ha. Thực sự thì chồng của Dạ không hề có vòng 3, nhưng mà vẫn rất chung thủy, 10 năm nay đâu có gì đâu nè. Lâm Vĩ Dạ khẳng định gia đình cô vẫn luôn đầm ấm suốt 10 năm và đập tan ý nghĩ chồng mình không chung thủy, chỉ vì vòng 3 khiêm tốn. Nhưng cô nàng Miyu vẫn phản pháo lại, hoặc là nhiều khi có mà chị Dạ không biết. Bị cô em chặt chém vậy, nhưng nữ MC vẫn có ý đồng tình, đúng rồi có khi giác quan thứ 6 của mình bị dở. Trường Giang, mới lấy Nhã Phương 2-3 tháng tôi đã bị như thế này. Nghe Bét Dô dọa, Trường Giang vội thú nhận về tình hình của mình sau khi lấy Nhã Phương. Vừa qua, tập 17 chương trình siêu bất ngờ lên sóng với nhiều tiết mục thú vị. Các khách mời tham gia chương trình lần này là Hải Triều, Chí Thiện, Bét Dô và ca sĩ Anh Tú. Như thường lệ, người dẫn dắt các phần thi là Trường Giang. Trước khi bước vào thi, Trường Giang giới thiệu luật chơi và năm anh chàng sáu múi lực lưỡng. Có nhiệm vụ đổ bột lên đầu những ai đoán sai. Khi thấy Hải Triều tỏ ra hào hứng với năm anh chàng này, Bé Dô liền tiếc nuối, hồi xưa tướng tôi cũng như vậy đó. Trường Giang nghe vậy cũng khẳng định, đúng là trước đây Bé Dô cũng lực lượng sáu múi như này, nhưng sau khi lấy vợ mới thành ra thế kia. Khi Bé Dô khuyên nhủ, anh đừng nói vậy, 5 năm nữa anh cũng giống em thôi anh Giang. Trường Giang lập tức đáp lại, khỏi cần 5 năm, mới lấy Nhã Phương 2-3 tháng tôi đã bị như thế này. Trong chương trình lần này, Hải Triều cũng lần đầu tự thú nhận giới tính của mình với khán giả truyền hình một cách gián tiếp. Cụ thể khi Trường Giang giới thiệu sẽ có những người đàn ông điển trai xuất hiện, Hải Triều vội bước ra. Nhưng ngay sau đó Hải Triều bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của Trường Giang, anh liền đáp, tôi nghe giới thiệu đàn ông thì ráng bước ra thôi, chứ tôi biết mình cũng chẳng đàn ông cho lắm. Nhưng khi bước ra nhìn thấy mắt của anh Trường Giang và chị Haragon nhìn mình, tôi cảm thấy nản hẳn luôn. Hải Triều cũng tiết lộ về thói quen mặc đồ bó sát của mình, anh nói, hồi đó tôi mập lắm, bây giờ giảm cân gầy rồi nên thức mặc đồ ôm sát để khoe. Chứ mặc đồ rộng người ta lại tưởng mình mập. Đến khi Bác Dô bước ra, anh tiếp tục trêu chọc Hải Triều khi nói, tôi là người đã có gia đình nên không thể đứng cạnh một người đẹp như Ái Phương, Hải Triều cũng vậy. Tuy Hải Triều chưa có gia đình nhưng cậu ấy cũng có nhu cầu lấy vợ nên không cần đứng cạnh Ái Phương làm gì, chỗ đó nhường lại cho Chí Thiện và anh Tú, Hải Triều nên ra đứng cạnh tôi. Hải Triều sau khi nghe xong câu nói của Bezo liền tỏ ra bất ngờ và nói, nhưng tôi cũng không nhu cầu đứng cạnh anh, ok. Sau đó Hải Triều liền chọc Bezo bằng cách chạy rơm Ái Phương và tiết lộ, ở đây chỉ có mình tôi là có bạn trai rồi.